Ván thi đấu đầu tiên, cặp đấu thứ 43 của LCK mùa hè. Samsung đối đầu với Long Du, bên phía đội xanh sẽ là Samsung và bên phía đội đỏ sẽ là Long Du. Và Samsung đang đi cả 5 người của mình xuống khu vực đường dưới. Một động thái dễ hiểu thôi, bên phía bên kia sẽ ra. Lính thì cư về đang thu rất nhiều. Còn Crown, Victor lần đầu về nhà không có, khoảng chừng 40 triệu xuống lính là bạn sẽ không có MK1. Về, anh ta chỉ mua được thêm những bình máu mang theo. Một cái giày thường, một cái nhẫn Dora. Anh ta đứng cực kỳ cẩn thận luôn, nhưng mà đối phương quyết định Kamenta cú xoáy đến từ chiều cuối. Cấp độ 6 có trước đến từ Arena. Và mọi chuyện cực kỳ đơn giản dành cho Long Du sau khi họ tấn công ở đường giữa đến 3 lần liên tục. Bây giờ khu vực đường giữa đứng đó. Đợi phản găng. Họ đang đứng đợi phản găng, họ dụ Ambition ra. Ambition ra lăn bụng tốc biến theo đúng gì họ nghĩ. Nhưng mà chiêu cuối nó vẫn giật đủ một phát nữa. Nhưng cung vi vừa rồi của Kết rất chính xác, anh ta tốc biến lên. Có sử dụng cú E và một phát đánh thường để dứt điểm đường giữa đối phương. Một đổi một. Lại nhìn thấy Ambition. Ambition ra khu đường giữa, Kết cũng ra. Đây đứng chờ ui né nhẹ của E vừa rồi. Quay lại đấm tốc phát. Dằn mặt, quy chúng luôn, quy vào luôn, đã ngược trở lại, thôi rồi, tạm biệt Ambition, xoáy ngược trở lại luôn, đó là Crown, anh ta bị combo trúng đến từ BDD, anh ta tung của E còn trở lại, và bật luôn Ghost của mình để chạy. Tôi nghĩ không, QV cũng không thể làm gì được, cái bộ ba này cực kỳ mạnh, thậm chí là tốc biến lên, luôn. Tánh, quy chính xác đến từ Kết, và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Long Du, tỷ số đang là 1-5. Thì anh ta nên xuống dưới đây, và anh ta đang làm đúng điều đó. Còn Crown. Crown nãy giờ đứng trụ 2, không làm gì cả, tung chiêu cuối đến từ vị trí của hồi lại, ta bốc hơi ngay lập tức sân khấu mở lên bắn. Nhưng có những khi từ con rẽ, ta bị dính khá là nhiều phát bắn từ trụ. Và Ruler phải đỡ cho ta phát cuối để anh ta sống sót được, nhưng BDD đang bật cho mình đó là tăng tốc. Có xoáy. Và ta áp sát đối phương tốc biến lên, hai người né, né được cú xoáy vừa rồi, né luôn cú W. Nhưng Ruler không thể nào né được thêm cú Q của BDD cả, đó là quá nhiều thứ để anh ta né. Ambition đang phải chạy, một cú Q chính xác vừa kết. Thần ca sấu quyết định trong một tiêu rơm, một cú chiêu cuối tuyệt vời của Ambition. Lấy trụ thứ hai đối phương ở khu vực đường dưới, lên khu vực đường trên tạo được áp lực đợt lính. Khan đường dưới câu kéo sát thương đến từ QV và câu kéo người xuống dưới đây. Nếu như họ đánh khu vực đường dưới, đường trên chắc chắn sẽ mất trụ. Mà mất rồi chứ đừng nói là đường trên mất đường luôn. Ruler không né được cú đầu tiên, né được cú hai coi dây đỡ là đúng hơn. Khu vực đường dưới Khan đang rồi. Một mình chấp hai luôn. Khan đang một mình chấp hai, anh ta tốc biến ngược lại và anh ta một đội hai, ông ta một đội một với đối phương. Dù là chấp hai, còn khu vực đường trên là nguyên một cái đường được lấy đi đến từ Long Du. Không căng chỉnh được cái tầm của cái W đó của Ray. Khu vực đường dưới, cái chỗ này nó bị... cú xoáy nó không được đẹp lắm từ BD đi. Mà có thể tạm coi đó là cú xoáy khép góc đối phương và lấy chỗ cũng được, không sao cả. Hơi nhanh quá, nếu như chờ Khan sắp lên nữa rồi thì... Em thêm một lần nữa. Một chiêu cuối là QV muốn đánh. Quy ngược trở lại của QV, anh ta đứng chặn đầu đối phương với cú nổ đối phương của mình, nhưng ta bị hủy diệt quá là nhanh. QV cũng ra gục rồi. Chiêu cuối cực kỳ đẹp đến từ Ambition. Và câu chiêu cuối của Rao nhồi thêm vào đó, hạ gục thêm một người đối phương, nhưng BDD đổ được điều hạ gục. Đó là vị trí của Rao. Và Ambition đang cô đơn. À không, thật ra anh ta có đồng đội nữa, đó là QV. QV đánh với hạt thông nổ và giúp cho đồng đội của mình về được. BDD mất tốc biến trong tình huống. Ê, Khan đang cô đơn. Khan đang một mình ở khu vực đường trên. Không vấn đề gì cả. Nhưng anh ta khá là khỏe và đối phương tương đối ngại anh ta, chặn đầu Khan. Rồi là sao? QV. Những người bị chặn đầu thực tế là QV, bởi vì cú nổ làm cướp vừa của Kết tiện anh ta lên bảng điểm số với cú W chuẩn xác đến từ Ray. Không có sức lực, không có xương giáp thì bạn bắn kiểu này nó không được đau lắm. Họ bây giờ có lính siêu cấp đẩy vào, có một đời Baron nữa để xem họ phòng được nào để mà không được tốt lắm. Nhưng một phát bắn Godzilla, ta thấy Ambition bốc hơi ngập tức một cú nổ long cướp của Kết. Nó đã ngược đối phương về phía BDD và BDD nằm xuống. Đồng đội anh ta hơi trôn nằm một chút xíu. Nhưng bên phía bên cây là Godzilla cùng với những người còn lại của Long Du quét sạch Samsung. Người duy nhất sống sót đó là GZZ và anh ta sẽ chẳng thể làm gì được cả. Long Du sẽ kết thúc ván đấu này, tỷ số 1-0. Thua 10.000 tiền, Samsung công trở thành lại vừa rồi và họ đánh một vài chịu một trận cua với các thành viên Long Du bên mình. Long Du muốn bảo kê đi, nhưng đây là GZZ có tối kiên cường hơi khó. Chuyển qua tấn công nhận chính, có được một chiến thắng trong ván đấu đầu tiên, một chiến thắng mà cực kỳ triệt để. Rất nhanh chóng chúng ta đến với ván đấu thứ hai giữa Long Du Gaming và Samsung Galaxy. Tỷ số hiện tại đang là 1-0, thuộc về cho Long Du Gaming. Ván đấu này Long Du về phía đỏ xanh, Samsung về phía đỏ. Bởi vì không giống như tầm kèn drone, chẳng có ý gì ra để giúp cho xã hội của bạn cả. Có cái lồng đèn, có đầy kiến sức rồi người nó vượt ra có xuất hiện trong khu vực này. Một cú làm choáng chính xác rất tung từ Godzilla, anh ta tốc biến khỏi bức tường vừa rồi. Nhưng mà bị kéo trúng, đó là bên phía bên kia con dây dây. Và Khan đang quẩy rất mạnh, điểm hai cục dành cho Long Du khi Khan dịch chuyển tới. Bên phía bên đây một cú xoáy chiều cuối và cướp đi tốc biến của Crow. Long Du quyết định rất mạo hiểm nha, không quyết định sẽ ăn con Baron này. Ôi Khan bị giữ lại mà Ambition vẫn còn sống và Ruler vẫn còn sống nữa, anh ta đào đường
đào E mình hai lần. Ê, đại bác tiến hụt. Đại bác tiến hụt. Amundsen tung pin xuống, nhưng trừng phạt thành công đến từ Kurt. Valorant bắt đầu tan vỡ. Nhưng không không không, họ vẫn còn có ruler, họ vẫn bắn được. Và tung pin lên, một cú chiêu cuối tuyệt vời. Đến một kill ngay từ dành cho kill về. Và con trên tay đuổi đeo đối phương, ruler hạ cũng đối phương. Một pha gần như là quét sạch tất cả mọi người của Samsung. Mà tối phương phản ứng rất là nhanh và tăng ứng trên tầm nhìn của thành viên Long Xu nữa. Ngay lập tức họ quay ngược trở lại biến điểm với phương, nhưng bây giờ là khác. Tốc biến và qua một phút dứt điểm được hay không? Dứt điểm được Lula hay không? Họ vẫn chưa dứt điểm được. Lula đang bị dồi sát thương, nhưng anh ta vẫn còn đang sống. Và anh ta bắn hút máu ngược trở lại. Khanh là người đầu tiên nằm xuống. Kêu về của dạng Natty của mình và anh ta bắn cực kỳ đau. Người tiếp theo nằm xuống là Ray và hết sát thương rồi. Tất cả mọi người sát thương của Long Xu nằm xuống. Triple kill. Người duy nhất sống sót là Godzilla. Họ tất cả mọi người đều tốc biến lên và dùng dứt điểm ruler kiệt sức không được. Và kiệt sức đến từ các thành viên bên phía Samsung quét sạch dành cho Samsung. Kêu về mất dạng nan khổng lồ của mình. Em sẽ mất nan khổng lồ. Samsung vẫn đang muốn đánh vào Baron này với hai thành viên thôi. Còn Baron với chỉ hai thành viên đó là ruler và Ambition. Kêu về giữ ở phía bên ngoài. Đã phát hiện bởi thấu kính rồi, đã có thấu kính phát hiện ra. Nhưng ruler bật chiêu cuối mình lại bắn 10 kết. Kết bị bắn 3 cái và anh ta cảm thấy mình rất mụ. Một quyết định rất hay của Gozai, anh ta đứng tại đó đợi sẵn cái quan địa chấn dưới chân là Crowd và ta dứt điểm đối phương. Bên phía bên này tiếp wow chiêu cuối mình là Dula bị xoáy, nhưng ta hút máu vô cùng nhiều luôn. Dula vẫn đang tàng hình và tìm kiếm một mục tiêu đó để bắn. Ta nhìn thấy bắn luôn mọi người. Rồi anh ta nhìn thấy Ray. Ray bị bắn rứt rác mọi người và ta chỉ còn 1/4 máu mà thôi. Chiêu cuối tung ra, Ray của em bắn 2 cái nhưng đối phương tốc biến lên hạ của anh ta với chiêu cuối là Ambition. Ambition wow rồi một cú xoáy cực kỳ đẹp của PDD. Nhưng đó là chưa đủ, hãy nhìn con na của QV, nó cực kỳ to và nó cực kỳ khỏe luôn. Ruler vẫn còn sống, Ruler thậm chí còn nguyên hai phép hỗ trợ của mình. Mọi người nằm xuống chỉ là con na của QV mà thôi. Cái tầm tay giúp anh ta đẩy trụ nhanh hơn. Và ở bên phía mạng trái là hai người, ba người. Ruler thậm chí Ruler làm vòng ở sau lưng. Wow, anh ta bắn đối phương bật chiêu cuối lên. Xoay mọi người, ba người, cú xoay ba người của BDD. Và Ruler nằm xuống rồi. Tiếp theo là một đi hai gục nữa dành cho con cá sấu của Khan. Anh ta đang đuổi theo QV, QV thả diều, tốc biến lên làm choáng, ân cho mình đau hay gần, quay lại thả diều đối phương, nhưng Kurt đang truy đuổi anh ta, và QV tiếp tục muốn đá ra không, cái này là deja vu. Nhưng đối phương có trừng phạt, anh ta còn Ambition, Ambition đang trên bảng nếm số 17 giây, 16 giây, còn rất lâu kéo không trúng, QV đang cố gắng phá, ra cũng như vậy, họ không thể nào để mất con Baron này cả, để mất con Baron này đối phương sẽ phòng ngự được đến ngày mai luôn, và có một cú quan địa chấn rất trúng. Và Godzilla nằm xuống không, anh ta vẫn còn đang sống. Cú xoay cực luôn kỳ top của BDD. Tôi không biết nói gì hơn nữa. BDD đang một mình cân ván đấu này dùm cho thành viên Long Du. Và Kurt hạ gục anh ta. Né cái quả cầu BDD ra học hỏi Katie Roster. Rồi chiêu cuối tung ra nó không chính ai cả. Một sự nhẹ nhõm nhẹ dành cho Ruler. Nhưng sát thương nhồi vào rất nhanh đến từ Ice của Gray. Và anh ta đang bắn kiện khiên lên. Hồi máu có Q bên phía này đang đánh vào hàng sau đó là Kurt. Ruler nằm xuống. BDD có một pha tốc biến lên xoay sang đối phương nằm xuống. Ray hạ gục được cơ thể này và đó là hai nguồn sát thương chính của Samsung nằm xuống rồi. Chiêu cuối của Crowd cần phải dùng hiệu quả hơn là một, thứ hai nữa cần phải chờ con lính vào cái đã. Ruler vẫn đang rất mạo hiểm. Ruler đang muốn đi bắt đầu. Anh ta đang muốn vòng qua sơi sau lưng đối phương và bắn vào cái chính đó nhưng không được rồi. Ray có giấc thần nha. Khanh đang đứng trước mặt các hành viên của mình. Godzilla cũng như vậy, anh ta cũng đang không đối phương, tông biến lên. Anh ta làm trend của người, à không muốn chơi ai cả. Đó là chiêu cuối đến chiêu về, anh ta lao vào và anh ta hất được một người vào tường. Đó là Ray. Ray đang bị đứng yên ở bức tường vừa rồi. Nhưng ta quay lại bắn, xoay, nó vẫn chưa nằm vào, nằm xuống. Nhưng nằm xuống rồi. Và Ruler, Ruler ở đâu tôi vẫn chưa nhìn thấy Ruler. Ruler bực tàn hình chạy về và nói gì đi. Vẫn tiếp tục vào ngự đường. Lợi thế lính siêu cấp từ cả ba đường nhưng đánh bách đo, bách đo. Họ muốn bách đo. Nếu như bạn không đánh được với tụi nó, các bạn hay đi ăn trộm. Và bây giờ là Khan, Khan tốc biến lên làm cho em người Ruler. Anh ta bị kiệt sức và tốc biến lên luôn. Đó là ai tôi không nhìn rõ lắm. Bắn là cấp nhưng bắn rất đầu. Đây là trick đã phun rồi. Và anh ta bắn nhà. Nhà trên. Cua xoay là cơ. Chưa là ai mà chưa có đâu. Chưa có nhà trên. Tôi không biết mày nói gì nữa. Cua xoay tuyệt vời của BDD chống cả hai người. Chỉ còn đúng 2 hit bắn nữa thôi là Ruler có thể kết thúc được cái bán đấu này. KD hiện tại là 72-13. Anh ta bây giờ chưa nằm xuống thêm một lần nào cả. Chưa nằm xuống thêm một lần nào cả là BDD. Ê, không có trừng phạt của Long Du. Và anh ta bật gót của mình lên rồi. Anh ta bắt đầu chạy ra khu vực Baron. Trong khu vực đường dưới là QV đang đi chung với lại Kurt. Kurt đang ở đường dưới. Kurt không muốn nhưng cho... liệu là không có sống được hay không? Ở đây đã Khan đi xuống khu vực Baron vừa rồi. Trừng phạt có đó là Ambition giữ được con Baron đó. Và bây giờ Khan viên Long Du bắt buộc phải đánh. Tốc biến lên một cú tay. Ruler vẫn chưa nằm xuống, anh ta vẫn đang bắn được. Ray bắn được. Bật lại và Ray bắn được. Ray là đá xuống Ruler. Và bên phía này là Ambition còn sống. Anh ta dứt điểm được BDD. Nhưng kêu về dứt điểm được Kurt. Và kêu về sẽ kết thúc ván đấu này.
Tôi tin là như vậy. Bởi vì Ray và người đang phải bận đánh nhau với cả Rao. Và co dây nằm xuống. Cuve đang phá nhà. Anh ta có được cái nhà chính của Đức Vân. Chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ cần đến ván đấu thứ 3 để phân định thắng bại. Và ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định giữa Samsung Galaxy cùng với Long Du chính thức diễn ra. Nó không chỉ quyết định là ai sẽ là người chiến thắng, mà nó còn quyết định rằng xem Samsung có tiếp tục dẫn đầu ngôi đầu bảng sau cái cặp đấu này hay không. Ambition lên, Khan mất đúp và đang có tốc biến đến từ Ambition. Ambition sẽ mất tốc biến, đó là hai bồ, anh ta ăn bồ không cần ăn bất kỳ bãi nhỏ nào cả. Cầu tốc biến đối phương đã của E lên, Khan né được của E vừa rồi nhưng bồ đổi luôn và chiến công đầu dành cho Ambition. Sau một lần nằm xuống thì có vẻ như Khan đã thua thiệt về kèo đấu 1-1 so với Cuve. Khu đường giữa BDD đang sử dụng bộ chiêu thức của mình để cấu máu và anh lấy hai cú phi tiêu đều không trúng cả. Khu đường trên trao đổi chiêu thức không lời một chút nào cả, nhưng Cuve vừa bị dính một pha bắn từ trụ sát thương trả lại. Chấp cả cái sát thương từ trụ luôn và solo kill luôn. Lên solo kill đối phương. Đây là lý do tại sao mà Cuve tự tin chọn Camille trước khi đối phương chọn tướng. Vì họ lợi dụng cái việc lấy trụ hai nó quá là nhanh với các team của đối giả. Họ chạy thẳng khu đường trên, chiêu cuối của Tam Ken Vulta lên đây giúp cho đồng đội mình hỗ trợ phòng ngự cái trụ hai này. Nhưng coi dây Ambition cũng đang có mặt ở đây và tạm thời Samsung thì người có lợi, họ đang có sải tay tốt hơn, họ có bộ chiêu thức nhỉnh hơn đối phương về cái việc bào máu trụ như thế này. Mất quá nhiều máu rồi, tôi nghĩ là cái trụ này sẽ phải buông đây. Chủ giữ chân lại, cấu rất nhiều máu mà cầu hồ của Z cơ là đá giữ chân cứu cơ lại. Và Curse anh ta bị đối phương đá, sau đó tốc biến ra khỏi khu chiêu cuối vừa rồi. Thậm chí là BDD chết chay. BDD vừa mới chết chay xong vần một combo của Rao. Đồng thủ này bạn ta sẽ mất cái thủ của hai của mình trên. Và Long Du anh ta quyết định solo kill với đối phương. Khan cùng với QV gã kèo rồi một phần ba cây máu. Và QV cảm thấy là không thơm lắm. Owen Khan cảm thấy không thơm lắm, anh ta chạy đi. Không, anh ta quay trở lại. Anh ta đợi đâm liều. Nhưng đó là sinh mạng của Camille. Một quy 12. Một quy một phần ba máu, Khan biến mất khỏi bản đồ ngay lập tức. Mình mong dành cho QV hay đi vòng với sân gần. Em đã còn chiêu cuối. Và ta đúng là muốn làm điều này. Anh ta chụp lại, đó là Ray. Và đây là xạ thủ 2017. Đó là xạ thủ 2017. Không mất bất kỳ giọt máu đâu chơi cả. Chơi luôn này. QV tên về Godzilla. Và anh ta muốn làm sushi con cá trê này. Cá trê tốc biến đi. QV tốc biến đi. Chiêu cuối đến tốc biến đi. E đi. Nhưng quy cả hai cái. Và anh ta phải e lên để dứt điểm đối phương. Một cú quy rất bù mắt của BDD. Họ có hai người đẩy lẻ, hai người đẩy chung. Thì Cuve không có cửa đánh lại một trong hai. Đây không phải là đẩy lẻ, đây là đẩy đôi. Còn bên phía bên kia Samsung đang rất chần chừ cái đường Angbaron này. Bây giờ họ mới làm Angbaron và Long Du sẽ lấy được cái trụ đường dưới này chắc chắn. Thậm chí là một đường luôn. Thậm chí là một đường nếu như Cuve không phản ứng nhanh và anh ta không dám phản ứng. Anh ta không dám phản ứng trong khi đó khu vực Angbaron đó là đánh ba như thế nào đây? Bốn ba Ambition, thậm chí là anh ta trồi một cái đường hầm của mình, anh ta trồi ngược trở lại, tốc biến lên chiều cuối cho dây xử lý rất quyết đoán, cú xoáy và ngay lập tức là cơn biến mất khỏi bản đồ. Rao xử lý cực kỳ tốt và cả con dây cũng như vậy. Họ tức biến qua khỏi Amaron rồi, họ thoát khỏi Amaron rồi. Họ muốn dứt điểm Ray, họ muốn bắn vào Ray. Nhưng Goza nút Ray vào bụng của mình và anh ta nhổ đồng đội của mình ra. Nhưng anh ta sẽ là người thế thân nhìn giúp cho thầu của mình. Tốc biến lên, có chiêu cuối của Ambition. Và cả chiêu cuối của Kalen Ruler đứng đợi sẵn nữa. 3 điểm bằng cục có luôn. Khi mà bắn đầu bị cam, bắn thứ hai cũng bị cam. Ồ, bị kén nhận trúng, có hồi máu là quy vào để cái cầu trước mặt Ruler luôn. Ôi, Ruler bị chiêu cuối, tốc biến ra khỏi khu chiêu cuối vừa rồi. Và anh ta thoát khỏi bờ tường, ngổ chiêu cuối. Nhưng anh ta vẫn còn sống. Bên phía bên trong, Khan dứt điểm được vị trí của Ambition. Nhưng Rao cùng với lại Ruler vẫn còn sống. BDD cố gắng chạy, Rao gỡ lại một điểm hạ gục, đó là Ray. Và chiến thắng đã có dành cho Samsung. Tôi tin chắc là như vậy, bởi vì sao? Samsung đang có Baron và họ đang có QV cấp độ 18 full máu đá vào người Godzilla. Hàng còn lại, BDD hạ gục được vị trí của Rao. Nhưng không quan trọng nữa, QV đang một mình chấp hết. Anh ta hạ gục được con cá trê của Godzilla chính. Sau đó anh ta đánh vào người BDD. Ruler đang bắn vào nhà. Thậm chí là tất cả thành viên còn lại của Long Du, họ không muốn đánh. Thậm chí là không muốn đánh vào người Ruler nữa. Họ chỉ cố gắng tìm QV mà thôi. Nhưng chiến thắng đã có, dành cho Samsung.